Trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SPTN. Xin mời quý vị theo dõi chương trình SPTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, SPTN Morning được đài truyền hình SPTN trực tiếp truyền hình từ miền Nam California mỗi ngày từ thứ hai thứ sáu từ 8 giờ sáng đến giờ sáng giờ California. Hôm nay là ngày thứ tư, 10 tháng 7 năm 2024. Thưa quý vị, ngày hôm qua cựu tổng thống Donald J. Trump đã có một cuộc vận động ở tại Florida, coi như là kể từ sau cái vụ mà uh, tranh luận với ông Joe Biden bây giờ cựu tổng thống donald trump đã tái xuất giang hồ, à, tái xuất giang hồ ở tại à, cái sân góp của ông ở gần miami à, và ông đã coi như là bắt đầu tấn công đối thủ à, tương lai của ông à, là ông joe biden, à, ông có nói ở trong cái buổi này là coi như à, à, ông joe biden là coi như giờ đang lúng túng À, đang lúng túng và có thể sẽ phải rút lui, à, rút lui và rồi ông cũng à, nói luôn mà không có bằng chứng ông bảo là hiện nay ông Biden là thực ra là không có làm tổng thống, một tổng thống rất là tệ mà thực ra cái người bây giờ đang điều hành tòa ốc là Hunter Biden và Jill Biden, Jill Biden tức là bà đệ nhất phu nhân và Hunter Biden là người con trai của ông Biden hiện nay, đó là ông Donald Trump nói như thế. Rồi ngày hôm qua ông cũng me uh, mé, mé uh, Coi như là Quảng bá nói ô tôi sắp sửa chọn được Ứng cử viên phó tổng thống rồi Thì uh, trong cái buổi ngày hôm qua Có cả thượng nghị sĩ Marco Rubio Của đảng Cộng Hòa tiểu bang uh, Florida cũng có mặt Ông Marco Rubio bây giờ là coi như là Một trong những ứng cử viên sáng giá của ông Trump uh, Ngày 15 tháng 7 tới đây Tức là còn có 5 ngày nữa thôi Thì ông Trump sẽ được đề cử uh, Tại thành phố Milwaukee Tiểu bang Wisconsin cho đến nay thì ông vẫn chưa tiết lộ ông sẽ chọn ai là ứng cử viên phó tổng thống nhưng mà ông chúng ta biết ông trump cái kiểu mà gọi là từng làm uh, chủ trì cái show the apprentice là ông cứ gọi là nhá 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 như vậy đó để cho bà con chú ý đó là cái kiểu của ông à, cứ lâu lâu ông nhá người này nhá người kia coi như là ông dùng cái chuyện mà chọn ứng cử viên phó tổng thống để mà quảng bá cho ông luôn đó là cái nghệ thuật của ông trump như thế Thành ra chứ cho bà con đoán già đoán non Đủ thứ tùm lum la hết Thì uh, sau nhiều ngày Coi như là im hơi lặng tiếng uh, Chàng đã tái xuất giang hồ Và không chỉ là tấn công Ông Biden mà ông Donald Trump Ngày hôm qua cũng tấn công cả bà Kamala Harris luôn Hiện đang là Phó Tổng thống Hoa Kỳ Bởi vì bà này có thể là thay thế ông Biden Nếu ông Biden rút lui Trong những ngày tới đó, Thì uh, một lần nữa Đây là cái cơ hội để cho ông Trump tấn công một trong hai đối thủ của mình, đó là cái mà ông đang làm và ông làm cái chuyện này trong lúc bên phía đảng dân chủ cũng đang gây áp lực với ông Biden, yêu cầu Biden rút lui. Mặc dù ngày hôm qua thì, thì chúng tôi có nói với quý vị đó là uh, cái cuộc họp của các vị uh, dân biểu đảng dân chủ cũng như là các thượng nghị sĩ đảng dân chủ coi như là nó chia đôi hai nhóm Trên mặt public công khai Thì cho đến giờ phút này là họ không có ai kêu gọi ông Biden rút lui hết Chỉ có bên Hạ Viện Thì tới nay là có tới 10 dân biểu Đã kêu gọi Biden rút lui rồi Nhưng mà bên Thượng Viện thì chưa có ai kêu cả Thành ra Biden ít nhất cho đến giờ phút này Là còn nghĩa là Mỹ nó gọi là bai thai nó còn đang câu giờ Để coi bao giờ thì ông rút lui Nhưng hiện nay thì ông cho biết là ông không rút lui Thì ông Trump ngày hôm qua có tuyên bố chiến thắng của chúng ta là hoàn toàn hoàn toàn đối với cái đảng của Joe Biden mà bây giờ họ đang muốn quăng ông ra khỏi cái uh, võ đài đó, tức là ông bây giờ là họ muốn ông quăng cái thầu cái khăn bị biết trên võ đài đánh nhau hai bên có mỗi lực sĩ mỗi võ sĩ có cái khăn để lau thì cái võ sĩ nào mà chịu thua thì quăng khăn lên khán đài đó. ông nói, uh, võ đài là ý ông nói như thế và ông nói là ông Biden đã quăng khăn lên báo đài chỉ sau 90 phút, 90 phút ý ông nói là 90 phút là cái buổi mà tranh luận ngày 27 tháng 6 mà ông nói là ông đã chiến thắng Joe là nói láo Joe, tức là Joe Joe này là coi như là coi như là không có ai mà tin tưởng số giáo và đây là cái cách rất là nhục nhã đối với đảng dân chủ đối xử với ông Biden, đây là cái cách mà đảng dân chủ bây giờ đang bắt ông Biden quăng khăn lên khán đài, lên báo đài và đừng có đừng có cảm thấy tội nghiệp ông Biden bởi vì ông Biden là một người rất là tệ đó, đó là cái những gì ông uh, Trump nói ngày hôm qua với lại uh, những người ủng hộ ông về phía bên ông Trump ở uh, về phía bên ông Biden thì ngày hôm qua ông James Singer là phát ngôn viên của ban vận động Biden đã đã phản ứng lại với những cái uh, lời mà và thách thức của ông uh, Trump ông uh, bài, ông uh, James Singer nói là chúng tôi sẽ thách thức Donald Trump có tạo được việc làm hay không sau khi ông làm mất 3 triệu việc làm chúng tôi sẽ thách thức ông trump thách thức ông trump là có dám đứng lên đối diện với lại putin hay không bởi vì ông đã quy gối trước mặt putin chúng tôi sẽ thách thức ông trump là có uh, tuân thủ pháp luật hay không bởi vì ông đã vi phạm pháp luật à, ông Singer cũng nói luôn ông joe biden không có thời gian để mà nghe những cái lời mà anh nói gọi là gọi là gọi là, là, là khôi hài kỳ cục của ông Trump. À, ông Biden bây giờ đang bận bận rộn lãnh đạo nước Mỹ và sẽ bảo vệ thế giới tự do. À, rồi về phía ông Trump thì ngày hôm qua ông có nhắc một chuyện mà ai cũng nhớ là ông, ông thách thức ông Biden, hề hey, ngon đã đánh góp đi, <laughs> rủ đánh góp. À, nhớ trong cái buổi, buổi tranh đoạn là hai ông là cương với nhau rồi ông Biden mà hey ông anh muốn tôi rủ đánh góp tôi danh nhưng mà không biết có chuyện này không thì không biết nhưng mà ông Trump biết là ông Biden chắc dãnh góp nổi đâu biết cầm cây gậy góp nổi không thông qua ông thức thích ông Biden là uh, có dám chơi góp với tôi hay không đó là những gì mà uh, ông Trump nói với ông Biden ngày hôm qua chào Mai Phi Long biết anh hôm qua anh có thêm tin gì về cái chuyện mà ông Trump gọi là trở lại đường đua hay không thưa anh À, thưa anh dũng thưa quý khán giả ngày hôm qua trong cái bài trong cái chuyện mà khi ông ra tràm, vận động tranh cử ông nói cũng cũng khá nhiều điều à, những điều anh dũng vừa nói hồi nãy coi như là phần lớn là những gì mà ông donald trump thể hiện ngày hôm qua những cái điểm chính à, ông cũng có mé mé về cái chuyện bà Kamala harris à, tuy nhiên những cái chi tiết đó người ta cũng không có chú ý gì lắm chỉ có những người giới chính trị mới quan tâm đến chuyện này Uh, nhưng mà cái điều mà ông Donald Trump ngày hôm qua nói cũng là nêu một cái thực tế là bên ông Biden và dân chủ hiện tại đang bối rối với cái chuyện ông Biden có ở lại cái cuộc cuộc đua này hay không thì uh, về những bên trong bên uh, trong uh, nội bộ tranh cử của ông Donald Trump thì họ đều muốn ông Biden vẫn tiếp tục ở lại vì họ tin rằng ông Biden là một cái đối thủ nhẹ để có thể họ đối đầu một cách dễ dàng hơn uh, thưa anh. Vâng thì uh... Ờ, ông cũng uh, ngày hôm qua thì cũng uh, coi như là uh, tấn công bà kamala harris bởi vì ông biết rằng là bà kamala harris bây giờ đang coi như là chờ đợi uh, có thể bà sẽ thay thế ông uh, biden uh, nếu mà ông biden uh, rút lui thành ra bây giờ ông phải thay vì tấn công một người rồi tấn công cả hai người đó thì ông nói là bà kamala harris là lắp phinh camera <laughs> lắp camera con mẹ đáng buồn cười đại khái như thế dùng cái từ gọi là nó bố bã như thế à, và đúng đó là ngôn ngữ của ông trump rồi ông trump cũng nói luôn à, mặc dù đảng dân chủ tuần này đang hoảng loạn nhưng mà sự thật là chuyện đó không quan trọng ai họ đề cử không quan trọng bởi vì chúng ta sẽ đánh thắng bất kỳ người nào mà họ đề cử mà quánh theo kiểu mà gọi là long trời lở đất Gây bão à, vào tháng 11 này Và tháng 11 này sẽ vô cùng tuyệt vời Đó là ông Trump nói như thế à, Ngày hôm qua à, Riêng thượng nghị sĩ uh, Marco Rubio Thì là hôm qua cũng có mặt ở đó Và đang ngắm nghe cái chức uh, phó tổng thống của ông Trump à. Thì uh, ông uh, Marco Rubio thì uh, không nói gì cả Nhưng mà trong số những người mà Uh, tham dự đó thì có lúc hỏi ông thì ông bảo là oh, tôi nghĩ là uh, tôi đang chờ đợi yeah, tôi đang chờ đợi Coi ông trump khi nào thông báo uh, thì tôi biết là ông ông marco đó là người là gốc Miami sinh ra Miami con của một người Cuba uh, dân hồi đó bên Cuba đi qua uh, thành ra là ông Biden ông trump cũng có thể là nhắm vào công này để kiếm cái số phiếu của người Latino uh, nhưng mà có một cái chuyện là nếu mà ông Trump chọn ông Marco Rubio thì Marco Rubio phải dọn qua tiểu bang khác không không nhất thiết phải dọn nhưng mà phải mướn nhà hay là hay là gì đó ở một nơi khác để mà tuyên bố là cư dân chính thức ở đó à, Chứ luật của Mỹ thì nó không cho hai người cùng một liên danh ở cùng một tiểu bang luật Mỹ cấm cái chuyện này nó đã xảy ra hồi năm 2000 khi mà ông Dick Cheney lúc đó ông ở Texas ông bút con cũng ở Texas luôn à, thì khi đó nó bắt đầu mà ông bút con mà chọn ông đích cheney thì ông đích cheney ông tuyên bố à, tôi là cư dân của tiểu bang wyoming bởi vì ông có cái nhà wyoming mình gốc ông đích cheney ngày xưa và dân biểu của tiểu bang wyoming sau đó ông về Texas sợt cũng ở à, ông về Texas sợt đó, rồi cũng ở cả ông với nhà nói chung với ông này có nhiều nhà lắm thì thường thường chính trị gia mỹ mà cấp lớn họ có nhiều nhà Đấy không? thì khi mà tôi ứng cử chỗ này mà chỗ này không cho thì nói ở chỗ kia thì vẫn được, đó thành ra cái đó không không phải là vấn đề lớn. thì đó là cái câu chuyện mà ngày hôm qua ông Donald Trump à, bắt đầu coi như là trở lại đường đua và tấn công ông uh, Biden à, trong lúc ông Biden đang gọi là bối rối với nhiều cái chuyện à, mà uh, liên quan đến cái vụ mà à, ngày à, coi như cái vụ mà cái gì uh, uh, xin lỗi quý vị Uh, cái vụ uh, tranh luận vào ngày 27 tháng 6 vừa qua. Thì cũng ngày hôm qua ở tại uh, hạ viện Hoa Kỳ, các vị uh, dân biểu uh, tái nhóm uh, và đã có một số phản ứng. Uh, trong đó thì có một số uh, người cầm cái bảng uh, tại uh, cái phòng mà uh, đi vào phòng họp đó và có cái chữ là ông Biden có xứng đáng ở lại tòi Cốc thêm 4 năm nữa hay không và họ đang thắc mắc cái đó và những vị dân biểu này nói cái gì khi mà họ bước vào trong cái phòng họp và bị phóng viên hỏi chúng tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo xin quý vị đừng rời màn hình sbt